Trọng Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi sát về những bản tin đang xảy ra với cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang và có nhiều vấn đề mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Thì các quý vị cũng biết là đối với Nguyên, cái chuyến đi của Tổng thống Joe đúng ra để giải quyết nhiều vấn đề. Tổng thống Joe tại sao siêng năng như vậy đi đến Do Thái trong cái giai đoạn này? Khi lúc đó chúng ta đều biết sức khỏe của Tổng thống Joe nó có giới hạn. Vì ông ta đang muốn tìm một cái biện pháp để giải quyết vấn đề Israel và Hamas để làm gì? Để cho ông ta tìm được cái công lao để cái bỏ phiếu bầu cử năm 2024. Có nghĩa là nếu ông ta thành công cái đợt này, giải quyết cái mấu chốt căng thẳng của hai quốc gia, thì là ngon lành cành đào, bầu cử năm 2024 là trúng mánh. Vì dân thấy được cái khả năng của một vị tổng thống lãnh đạo. Đó là cái chuyến đi này ông ta đặt cược rất là lớn. Một cái chuyến đi đặt cược để giải quyết hòa bình. Đặc biệt là ông Antony Blinken là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã ở mấy ngày ở đó, đi vòng vòng mấy quốc gia đó, đã dàn xếp ổn thỏa để cho Tổng thống Joe đến. Có nghĩa là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã đến ở đó mấy ngày trời, đi gặp nhiều người, lót đường trước, trải thảm trước, chỉ có Joe chỉ bước lên. Đúng ra là cái bữa mà Joe xuống ngày hôm nay phải giải quyết một cái sự êm đẹp và tìm một biện pháp hòa bình khi Blinken, Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao đã sắp xếp từ đầu đến chân. Nhưng bây giờ nó là bể vỡ hết. Ai có lợi trong cái sự việc này? Ai là người sẽ có lợi khi tình hình biến cố ở tại Trung Đông vẫn tiếp tục sôi động? Ai là người làm cái sự việc này mà có lợi các quý vị? Tất nhiên là chúng ta có nhiều tình nghi lắm. Trong đó có Nga nè, có Trung Quốc nè. Đúng, Nga là thủ phạm lớn nhất. Vì cái cuộc chiến tranh này nó chi phối rất là nhiều. Mỹ sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Lực lượng của Mỹ, tiền bạc của Mỹ, vũ khí của Mỹ phải chi phối cho đồng minh Do Thái rất là nhiều. Và cái cuộc chiến tranh ở tại Trung Đông nó càng lớn mạnh thì Mỹ phải càng cuốn sâu vào trong. Và cái điều này thì họ không muốn có tìm một biện pháp hòa bình. Tất nhiên cho Nguyên nói đây vẫn là một cái tình nghi. Chúng ta không có lấy cái gì mà bằng chứng cụ thể để xác nhận đây là một cái âm mưu cả. Có thể đơn giản là một sự tai nạn mà thôi. Chỉ điều mà Nguyên nói á, khi chúng ta nhìn một cái khía cạnh thì chúng ta phải nhìn bao quát, lớn rộng, thì chúng ta mới hiểu rõ được cái sự thật đứng sau lưng. Mọi sự việc chúng ta cũng có thể nghi vấn được hết. Trong một cái bối cảnh thì bây giờ chuyến đi của Tổng thống Joe nó thực tế, nó bây giờ là nó mất hết cái lý tưởng từ ban đầu. Vì cái lý tưởng từ ban đầu là muốn giải quyết cái vấn đề mâu thuẫn để cho ông ta có cơ hội đắc cử năm 2024. Nhưng bây giờ thì ông ta đã vô dụng và ông ta không biết làm sao ăn nói với phụ huynh Do Thái. Vì bây giờ là cả thế giới người ta nhìn Do Thái với một cái khuôn mặt khác, chứ không giống như là trong những ngày đầu nữa, là Do Thái là cái quốc gia đáng thương bị khủng bố tấn công. Bây giờ thì cả thế giới đã bắt đầu đứng về một cái khía cạnh khác. Thí dụ là Đức, ông Olaf đã kêu gọi cái sự điều tra về vấn đề này một cách rõ nét, minh bạch để cho thế giới thấy. Ông ta nói bây giờ đó cái sự việc nó còn khá là mịt mù, không biết ai là thủ phạm. Bây giờ chúng ta không thể nói là Do Thái, cũng không thể nói là Hamas được. Nên là chúng ta tạm thời đi điều tra trước khi chúng ta công bố. Chúng mình hỏi các bác nào, hiện bây giờ chúng ta có khoảng tầm 11 người đang xem. Có bác nào đang ở Mỹ không? Bởi vì ở Mỹ hiện bây giờ rất là sớm. Các bác nào đang ở Mỹ không? Không phải là Mỹ Tho đâu nha. Mỹ Đế đó. Chứ không phải là Mỹ Thuận đâu nghe. Mấy bác đừng có tôi ở Mỹ nhưng mà ở Mỹ Tho. Nguyên nói là Mỹ Đế đó. Mấy bác nào ở Mỹ cho Nguyên số 1. Mấy bác ở Mỹ cho Nguyên số 1. Các bác có coi cái câu trực tiếp, cái cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Joe và ông thủ tướng của Do Thái, ông Netanyahu không? Các bác có coi không? Các bác nào có coi hay không? Tại vì có coi thì Nguyên diễn tả cho các bác nghe mới đã. Nếu các bác không coi thì không có gì mà diễn tả. Các bác có coi mà cái cuộc nói chuyện giữa trước họp báo chí giữa Tổng thống Joe và ông thủ tướng không? Chắc là các bác nào có coi thì bắt đầu vui lắm các quý vị. Nguyên nói thật tế với các quý vị, Nguyên gãi đầu ông Tổng thống Joe. Nguyên gãi đầu ông luôn, ông tốt nhất là ông ở nhà giùm tôi. Nó thật tế với các ông á. Nguyên không hiểu luôn, ông tốt nhất là ông ở nhà. Chứ ông đừng có đi. Cái sức khỏe ông gì ông đi sao nổi. Vui lắm, hai ông ngồi song song với nhau. Đây là cái cuộc nói chuyện về cái quan điểm trước mặt báo chí.
ở dưới, ở trước mặt đó là báo chí, hai ông ngồi. Tổng thống Joe nhà ta đầu tiên nhất bắt đầu mở lời nói chuyện. Ông ta nói chuyện mà ông ta không nhìn ai hết, giống như cặp mắt ông ta nhìn xa xăm đâu đó đó. Ở dưới là phóng viên nhà báo, kế bên ổng là ông thủ tướng. Đúng ra là ông ta đang nói chuyện với cái người đồng cấp của mình Do Thái, ông ta phải nhìn mắt người ta mới đúng. Ông ta phải nhìn mắt mới đúng, nhưng không, ông ta không thèm nhìn mắt, không thèm nhìn luôn, ông ta nhìn xa xôi đâu đó đó. Mình cảm giác trên cái thế giới đó chứ mình ở ổng à. Ông nói chuyện cái gì đó mà Nguyên cũng chẳng hiểu ông nói cái gì luôn, Nguyên gán cố gắng. Ông nói rất là nhỏ mà ông nói cái gì đó Nguyên không biết là ông đang nói tiếng Anh hay gì luôn đó. Nguyên nói chết cha rồi, trình độ tiếng Anh mình cái này dở lắm sao ta. Mình không phải giỏi nhưng mà cũng hiểu được chút chút mà. Mà sao ông nói sao mình bị gói vậy? Ông nói sao mình bị gói vậy? Nguyên thấy không xong rồi, Nguyên không xong, nó chết rồi, trình độ tiếng Anh mình đã bị tuột dốc cỡ này, không đọc báo Mỹ nhiều quá. Trình độ tiếng Anh của mình bắt đầu nó đang shut down rồi, nó xuống rồi. Chết rồi. Ông nhìn xa xăm đâu đó cái một hồi ông nói, một hồi nữa tôi quay trở lại. Cái câu đó Nguyên nói, ủa, đi đâu quay trở lại cho nói. Thì ông quay trở lại là ông đọc báo, đọc giấy của ông. Lúc ông nhìn xa xăm không nhìn luôn, ông đang nói chuyện. Cái lời của ông nói là đang nói chuyện với thủ tướng của Do Thái mà ông nhìn ở trên trời mây gió vậy đó. Khi lúc đó báo chí nó dưới vậy nè. Rồi ông nói được mấy câu, cái hồi ông quên bài, các vị, ông quên bài, bắt đầu ông nói để tôi quay lại cho ông. Ông cầm cái tấm giấy ở dưới, ông tay ông có tấm giấy, bắt đầu ông cúi xuống là ông đọc thôi. Tôi quan ngại cái vấn đề nổ ở tại bệnh viện Gaza, ông như thế nào, sự việc Gaza đồ. Đó đó, bắt đầu là ông cúi xuống là ông đọc. Ông cúi xuống là bắt đầu là ông đọc giấy luôn. Ông viết ở trên miếng giấy nhỏ nhỏ các cái vậy. Là ông cúi xuống, ông không ngần ngại, báo chí kệ bá bay, tao cứ xuống tao đọc. Người đối diện không nhìn mặt, cúi xuống đọc. Tội nhất là ông Netanyahu. Ê, Joe, tao đây nè, Joe, nói chuyện quay mặt tao nhìn Joe. Ê, Joe, nhìn tao Joe. Tao đây nè, tao kế bên mày nè Joe, mày nhìn đâu gì Joe. Tội nghiệp, ông nói vậy nè. Ê, mày nói cái gì vậy Joe? Trời ơi, Tổng thống Joe ơi là Tổng thống Joe. Không khỏe thì ở nhà đi Joe ơi. Joe đi thì cảm giác mất mặt quá Joe. Joe kiểu này sao giải quyết hòa bình được? Bom đạn nó đang nổ ầm ầm. Mà Joe, sức khỏe Joe kiểu này mà sao Joe giải quyết được vấn đề được Joe? Trời ơi, ông Netanyahu tội nghiệp, ông ngó à. Ông ngồi kia bên mà ông ngước, ông ngó. Ê, tao đây nè. Quay mặt nhìn tao coi. Nó nói chuyện tao với quay mặt chứ. Ê, mày nói cái gì, mày đọc cái gì? Cái kiểu mà ông ngó vậy vui. Quên cười chết đi được. Thì nếu các bác nào chưa coi thì hãy coi lại. Cái đoạn video mà nó được chiếu sau khi cái lời phát biểu của Tổng thống Joe xong thì báo chí nó muốn đặt câu hỏi, thì ngay lập tức an ninh đuổi luôn, an ninh đuổi liền, không cho câu hỏi nào hết, vì những câu hỏi đó chưa có chuẩn bị, nên là báo chí mà nó báo hỏi thì không biết Tổng thống Joe trả lời như thế nào, nên là tốt nhất là không cho hỏi. Nên là ngay trăng cái lời phát biểu xong là ngay lập tức là báo chí được chụp hình lúc mà ngay trăng lời phát biểu, sau đó là bị đuổi ra ngoài, không ai hỏi được câu hỏi gì hết. Ây da, Tổng thống Joe, không ai hỏi được cái câu hỏi gì hết. Các quý vị, đó là cái chuyện mà mình thấy là nếu mà Tổng thống Joe không khỏe thì tốt nhất là ở Mỹ. Chứ mà đi với cái tư thế như thế này thì không giải quyết được vấn đề. Bởi vì ông chắc là bị sốc các quý vị, ông bị sốc. Cho Nguyên nhắc là họ cũng ác lắm, họ không có thương Tổng thống Joe chút nào hết. Họ không thương, họ còn... Trung Nguyên nói á, là người ta có cái đề nghị là bên Nga họ có đề nghị là tạm ngừng bắn để cho vấn đề mà kêu là thiện nguyện đó đi giải cứu trước khi Tổng thống Joe đến cho Thái. Thì Liên Hiệp Quốc là họ nói không có, không cần thiết. Ông Joe ông đến rồi, cứ để cho nó bắn đi. Thì ngay lập tức cái bệnh viện nó bị nổ. Đó, ông vừa đến là bệnh viện nó nổ. Ngay chăng luôn, nên là có thể là bị áp lực quá lớn, nên là tinh thần và sức khỏe của Tổng thống Joe nó đã bị áp lực với cái sự đe dọa, nên là bây giờ Tổng thống Joe nhà ta nó bị loãng các cơ vậy. Loãng đó. Thì trong Nguyên nói, Nguyên không có ghét bỏ gì Tổng thống Joe cả, chỉ là Nguyên thấy ông không có đủ sức khỏe để mà lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ. Nguyên thấy qua cái hình ảnh đó thì Nguyên đã thấy rõ là ông không còn có đủ tinh lực để mà, vì cái bộ não của ổng nhiều khi ổng đang nói chuyện bình thường, cái ổng giống như ổng bị mất hồn vậy đó, ổng nói chuyện ở trên trời dưới đất vậy đó, cái xong cái hồi ổng muốn nhớ lại, có nghĩa là như vậy đó, là cái trí nhớ của ổng nó bắt đầu nó có bị ảnh hưởng rất là lớn,
Mà một người như vậy điều hành một cái quốc nước đứng hàng đầu của Hoa Kỳ là một sự nguy hiểm. Nhưng mà Nguyên nghĩ là nếu các quý vị mà người Mỹ, các quý vị đã cảm nhận được cái điều đó, trừ khi mấy bác có thể nói là giống như Nguyên nói là không cần biết đảng nào mình binh theo cái đảng đó, cố chấp, thì cái điều đó có nhiều người như vậy lắm. Còn Nguyên thì Nguyên không có đi cái lý luận đó. Nguyên chỉ đi theo cái sự việc mà Nguyên nhìn, và Nguyên thấy được là sức khỏe của Tổng thống Joe không đủ khả năng giải quyết cái vấn đề mâu thuẫn Do Thái và Palestine. Đó là bản tin mà Nguyên muốn chia sẻ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục những bản tin khá là sôi động. Đó là cái lời cáo buộc của Egypt mà cả thế giới lên án Egypt. Thì các quý vị cũng biết là Egypt là cái quốc gia ở miền nam của Gaza, mà hiện bây giờ 300-400 ngàn người đang sơ tán và đang muốn chạy về hướng Egypt. Vì từ miền bắc Gaza, ở cái miền bắc Gaza có khoảng tầm, người ta kêu khoảng tầm gần 2 triệu dân, và khoảng tầm 1 triệu mốt dân sẽ sơ tán. Mấy ngày gần đây là khoảng sơ tán gần cả nửa triệu dân đã đi xuống miền nam. Và bây giờ thì ở miền nam không có chỗ chứa, mà cái tốt nhất đó là sơ tán dân qua một cái quốc gia láng giềng, đó là cái quốc gia Egypt. Nhưng mà Egypt đã đóng biên giới và Egypt đã nói là không nhận người tị nạn. Khi lúc đó cái gói trợ cấp của nhân đạo đang đổ xô về ở biên giới ở tại Egypt. Thì ngày hôm nay chính phủ của Egypt họ lên tiếng và họ nói rằng không phải họ không muốn giải cứu nhân đạo, mà do bom đạn của Do Thái ngăn chặn cái sự sơ tán dân. Chúng ta thấy bắt đầu là Egypt bắt đầu tức giận, và Egypt bắt đầu muốn đổ lỗi cho Do Thái, và Egypt bắt đầu có những cái hành động không còn đứng trung lập nữa, và bắt đầu Egypt bắt đầu đứng về phía bên Palestine. Và cái hành động của Egypt đã thấy rõ, Egypt nó kêu không, không phải chúng tôi đã ngăn chặn những người di dân đâu, là do bom đạn của Do Thái đã làm. Tình hình khá là khó khăn cho người dân Do Thái khắp nơi trên thế giới khi cái sự bệnh viện nổ vừa qua, nên nó dẫn đến cái sự biểu tình và phẫn nộ rất là nhiều. Nên ngày hôm nay ông Netanyahu, thủ tướng của Do Thái, đã kêu gọi người dân Do Thái ở tại Thổ Nhĩ Kỳ hãy rời khỏi ngay lập tức. Ông ta nói cái tình hình biến cố như thế này, với cái cuộc phẫn nộ của những quốc gia đạo Hồi giáo ở khu vực mà nhiều nơi trên thế giới, những cái quốc gia nào có tầm nguy hiểm cao, đặc biệt là ở đất nước Thổ Nhĩ Kỳ là đạo Hồi giáo, nên là ông ta kêu gọi người dân Do Thái ở Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức phải rời khỏi đất nước, vì sợ trong tương lai sẽ có sự khủng bố nhắm về người Do Thái ở tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thì bắt đầu là tình hình những cái quốc gia láng giềng bắt đầu nó có sự sôi động và lo lắng sợ hãi. Không phải chỉ có Do Thái sợ không, Mỹ cũng sợ. Ngày hôm nay chính phủ của Mỹ đã kêu gọi ngay lập tức giảm bớt nhân viên Mỹ, lãnh sự quán của Mỹ, những cái nhân viên nào kêu là không cần thiết ở tại nhiều quốc gia khu vực, thí dụ là Liban, Syria, Iran, Iraq. Thấy những cái nhân viên Mỹ mà kêu là không cần thiết đó, không cần thiết ở nhiều nữa, bây giờ chính phủ Mỹ cho phép trở về nước. Mỹ cũng bắt đầu sơ tán lực lượng lãnh sự quán của mình, ngoại giao của mình, giảm bớt đi càng nhiều càng tốt, để một số lượng nhỏ ở lại những cái quốc gia vì sợ bị khủng bố, bị tấn công. Nên là cả Mỹ vẫn bắt đầu lo âu về vấn đề này. Cho các quý vị thấy được là cái tình hình nó bắt đầu, nó có cái dấu hiệu đáng lo, đáng sợ đang lan rộng ở khu vực. Ngoài Mỹ ra thì phía bên ông Sunak, đó là thủ tướng của Anh Quốc, ông ta nói tôi rất là lo ngại trong những ngày kế tiếp tình hình của Anh Quốc sẽ đối đầu với những cuộc khủng bố khủng khiếp. Tại sao những cái quốc gia này lo? Tại vì họ đứng về cái lập trường của Do Thái, vì họ chống khủng bố, vì họ cho rằng cái hành động của Hamas vừa qua là cái hành động không thể chấp nhận được khi Hamas đã tấn công khủng bố vào Do Thái. Và cái điều mà cái sự đáp trả của Do Thái mà đang có ý định tiêu hủy lực lượng Hamas, đó là cái vấn đề đúng. Mà Mỹ ủng hộ Do Thái, Pháp ủng hộ Do Thái, Anh Quốc ủng hộ Do Thái, thì những cái quốc gia ủng hộ sẽ phải bị đối đầu với cái cuộc tấn công, sẽ phải đối đầu với những cuộc tấn công của lực lượng khủng bố cực đoan Hồi giáo, họ sẽ trả thù. Nên là hiện bây giờ cái tình hình căng thẳng ở tại khu vực nó leo thang khủng khiếp các quý vị. Hàng triệu người dân đạo Hồi giáo ở những cái quốc gia láng giềng đi xuống đường biểu tình, và đi biểu tình trước những lãnh sự quán của những quốc gia châu Âu, mà đứng về
hỗ trợ hay là về vấn đề tư tưởng đồng lòng với Do Thái. Hiện bây giờ tình hình nó cực kỳ là căng thẳng. Để cho các quý vị thấy rõ được là căng thẳng đến mức độ như vậy. Là những quốc gia trong tương lai chúng ta phải lo lắng, ở đặc biệt là những châu Âu phải đối đầu với những cái cơn khủng bố mà các quý vị gần đây Pháp đã bị, Hà Lan cũng đã bị, Mỹ mới vừa bị. Vài ngày nữa thì các quý vị sẽ nghe tin nhiều hơn nữa trong những ngày kế tiếp, và cái điều này không tránh khỏi, không tránh khỏi. Và đây nó cũng là một cái dấu hiệu, cái sự khủng bố càng nhiều chừng nào nó sẽ dẫn đến châu Âu tham chiến chừng đấy. Đây là con dao hai lưỡi. Sự trả thù của sự khủng bố nó sẽ dẫn đến cái sự việc tham chiến của châu Âu để tiêu hủy khủng bố. Cái điều này là, đây là cái sự sai lầm lớn nhất của những người mà kêu là cực đoan Hồi giáo, và cái sự mù quáng của họ dẫn đến cái thảm họa cho họ nhiều hơn. Đó là bản tin để cho các quý vị nắm rõ được cái tình hình ở xung quanh khu vực. Chứ không, bây giờ nó không đơn giản là chỉ có giữa Hamas và Do Thái nữa. Bây giờ những quốc gia láng giềng kế bên đó, nó biểu tình khủng khiếp hàng triệu người. Bản tin liên quan đến Nga khá là thú vị. Thì các quý vị cũng biết đó, là gần đây đó, cái tình hình mà cái đất nước Azerbaijan và Armenia đó đã quay trở lại cái giai đoạn xung đột. Họ đã từng xung đột trong quá khứ. Họ mới được có thể nói là ngừng bắn tầm cái khoảng một năm nay thôi. Và bây giờ thì trong mấy ngày gần đây thì hai bên đã có sự giao tranh. Thì cái điều này nó làm cho cả thế giới cũng có phần lo lắng. Thì người ta tình nghi là cái âm mưu đứng đằng sau lưng giật dây chính là ông Nga. Đó, thì ai cũng tình nghi cái điều đó. Và cái điều đó nó dễ hiểu thôi. Vì Nga không muốn cho người ta chú ý về tình hình của Ukraine nữa. Nga muốn tìm một cái khủng hoảng ở chỗ nào đó trên thế giới để cho cả thế giới chú tâm, và để chia cái khả năng chi phối và để giúp đỡ Ukraine. Thì ngày hôm nay Nguyên nhận một bản tin khá là lạ kỳ. Đó là tổng thống của Azerbaijan đã điện thoại xin lỗi Putin về một số binh sĩ của Nga đã tử vong trong mấy ngày vừa qua. Wow. Giữa hai quốc gia đánh chiến tranh có liên quan gì với lực lượng của Nga? Mà tại sao lực lượng của Nga đã đi bắn muối? Bởi vì ở tại hai cái quốc gia giao tranh thì có một cái kêu là lực lượng quân đội của Nga về vấn đề mà kêu là nón xanh Liên Hiệp Quốc đang giữ hòa bình ở tại nơi đó. Thì không biết nguyên nhân và lý do nào thì xe của Nga đã bị pháo kích và tấn công vào. Tất cả binh sĩ trên chiếc xe của Nga đã thiệt mạng. Nhưng hiện bây giờ chưa được công bố con số cụ thể là bao nhiêu, của chú và anh chị em là bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta thấy rõ được là có chuyện gì đó đã xảy ra ở Armenia và Bazan. Cái đất nước Armenia và Bazan, mình không biết chuyện gì xảy ra của chú anh chị em. Nhưng mà chúng ta thấy rõ được là tình hình nó đã có những cái sự việc mà chính phủ của Armenia phải lên tiếng và phải xin lỗi Nga về cái sự tai nạn vừa qua. Mà chính phủ Azerbaijan cũng đã lên tiếng rằng là họ sẽ điều tra sát về cái sự việc này. Lý do tại sao nó xảy ra một cái tai nạn mà đúng ra không nên có. Chuyện nó lạ đúng không? Làm cho Nguyên có tình nghi có phải chăng là mấy cái vụ bắn vừa qua của hai bên biên giới của người ta là do ông Nga ông làm không? Và người ta ghét quá, người ta bắn ổng. Vì cái sự người ta đã hòa bình, người ta đã giải quyết cái mâu thuẫn vừa qua, nó đã ổn định cả năm nay. Bỗng nhiên nó lại dậy sóng lại nữa. Có phải chăng là do mấy ông Nga ở tại những cái quốc gia này đang làm cái gì đó? Và bây giờ mấy ổng bị người ta xử ở tại đất nước đó. Mà chính phủ sở tại Azerbaijan và Armenia thì họ không muốn xích mích với Nga. Nên họ phải dùng cách ngoại giao để nói chuyện với Nga một cách êm đềm. Hiện bây giờ vẫn đang điều tra vấn đề này chưa rõ, nhưng một số lượng binh sĩ của Nga đã thiệt mạng. Trong Nguyên nhắc là số lượng binh sĩ của Nga ở tại hai quốc gia này là 2.000 binh sĩ. Một quốc gia, một bản tin khá lạ kỳ đúng không các vị? Một bản tin khá buồn cho ông Tổng thống Belarus. Khá buồn cho ông. Ngày hôm nay tòa án quốc tế đã chính thức cáo buộc đất nước Belarus là cái quốc gia cướp
bóc trẻ em. Các quý vị cũng biết á, là vừa qua đó, trong cái sự việc vừa qua mà giữa Nga xâm lược vào Ukraine đó, cái số lượng mà những trẻ em đã bị bắt cóc ra khỏi cha mẹ của mình là 19.000 đứa trẻ em. Thì không phải chỉ có Nga không, ngày hôm nay tòa án quốc tế đã xác định 100% với những tài liệu cụ thể cho biết. Thì ngoài đất nước Nga không, thì Belarus cũng là một cái quốc gia đã tham gia vào trong cái sự việc bắt cóc trẻ em. Thì các quý vị còn nhớ là ông Putin, ông bị lệnh truy nã vì cái tội gì? Là cái tội bắt cóc trẻ em. Putin bị lệnh truy nã vì cái tội bắt cóc trẻ em. Và cái điều đó, nó nói chúng ta biết, chắc quý vị, không bao lâu nữa, thì ông Tổng thống Belarus là ông Sashenko sẽ sắp sửa được tòa án quốc tế truy nã. Đây là một cái bản tin vô cùng bất lợi cho Belarus. Nguyên nói Belarus bây giờ là phải đối đầu với nhiều sự thách thức. Thứ nhất là biên giới bị đóng, vận chuyển hàng hóa bế tắc. Putin đã công bố sẽ không cung cấp năng lượng nữa vì hiện bây giờ Nga không đủ năng lượng để cung cấp cho đồng minh. Trong những ngày kế tiếp, nền kinh tế của Belarus sẽ eo hẹp. Dầu hỏa, năng lượng khí ga, năng lượng khí điện, điện ở tại Belarus giá cả nó sẽ tăng lên một cách đáng sợ. Rồi buôn bán giao thông, vận chuyển hàng hóa không được qua vấn đề biên giới Ba Lan đóng, Litva đóng, Estonia đóng sẽ phiền phức vô cùng cho Belarus trong những ngày kế tiếp. Khi lúc đó tổng thống trong tương lai không xa và vài ngày nữa tòa án quốc tế sẽ ban lệnh truy nã, càng khổ nữa. Nguyên nói thật với các quý vị nha, những người thân ông Putin, Nguyên thấy cái hậu quả nó không được đẹp cho lắm. Cái kết quả và nhận được cái hậu quả khá là đớn đau. Những người đã từng cùng ông Putin làm những sự tấn công và tội ác cùng Ukraine, cái hậu quả họ nhận rất là đau đớn. Đó là bản tin liên quan đến sự việc của Belarus. Cũng một bản tin liên quan đến Nga, đó là các quý vị cũng biết là ông Trùm Chechny. Vừa qua thì chúng ta nghe những bản tin đồn tin đoán là ông Trùm Chechny ổng bị bệnh, nhập viện, sắp đi bán muối rồi. Thì cách đây vài tuần trước thì Nga cũng có làm một cái đoạn video để chứng minh là ông Trùm Chechny không sao, nhưng mà không dập tắt được dư luận. Nên ngày hôm nay, chánh phủ Chechny qua trang mạng xã hội của ông Trùm Chechny đã đăng một đoạn video. Ông ta đi thăm người bệnh. Đó, ê, tôi thăm người bệnh ở bệnh viện chứ tôi không có bệnh. Tôi đi thăm thôi. Ông Trùm Chechny, ông nói là tôi đi thăm thôi, đừng có đồn tôi bị bệnh, tôi sắp chết. Đừng có chù tôi không có bệnh. Tôi đi thăm. Cô chú và anh chị em, tôi chỉ có đi thăm thôi. Thì cái điều này nói chúng ta thấy rõ được là cái vấn đề mà ông Trùm Chechny này á, tại sao phải cần chứng minh nhiều lần như vậy? Khi lúc đó Nga đã chứng minh, ổng có lời phát biểu, bây giờ ổng lại chứng minh thêm một lần nữa là ổng quỳ xuống, một tấm hình ổng quỳ xuống, cầm tay một bệnh nhân, một binh sĩ, đó. Thì cái điều này nó làm cho Nguyên càng tình nghi nữa. Nhưng mà thực tế là cái khuôn mặt của ổng nó mập mập, mà nó bủng hơn ngoạc miên đó. Tình hình sức khỏe của ổng cũng không ổn cho lắm đâu. Và khi cái sự khẳng định ổng thường xuyên như vậy là có nghĩa là Nguyên nghĩ là ở tại Chechny nó xảy ra và sức khỏe của ổng có vấn đề. Vì thực tế nếu ổng khỏe thì là ổng đã bước vào chiến trường rồi, và ổng sẽ nắm chỉ huy cả luôn tập đoàn Wagner. Nhưng thấy rõ nét là ổng không xuất hiện nữa. Nên là đây là cũng trong những người đã từng sát cánh cùng Putin. Prigozhin thì đã đi bán muối rồi, đúng không? Ông này cũng sắp sửa. Rồi ông Tổng thống Sashenko cũng sẽ te tua trong những ngày kế tiếp. Đây là những người sát cánh cùng Putin, cùng lý tưởng với Putin mà xâm lược Ukraine. Thì những người này Nguyên thấy cái hậu quả đã nhận được không xa nữa đâu các quý vị, không xa nữa đâu. Đó là bản tin liên quan đến Ukraine và Nga. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật bản tin liên quan đến Hoa Kỳ mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Ngày hôm nay cái bản tin của Hoa Kỳ đã làm cho chấn động mà rất là vui. Đó là giữa ông Tổng thống Joe Biden
và ông tổng thống Brazil là ông Lula. Cái câu chuyện là như thế này, sau khi một lời phát biểu của một vị và họ phải bắt tay để mà chia tay với nhau. Joe thì bắt tay ông này. Ba người, một người phát biểu, tổng thống Mỹ ở bên tay phải của ông này, ông Lula ở bên tay trái. Sau khi cái lời phát biểu để kết mạc thì đúng ra là người ta phải bắt tay với nhau rồi người ta tạm biệt. Đó. Thì đó là cái lịch trình lịch sự lịch thiệp bình thường. Thì ông tổng thống Lula ổng lại bước lên tới để chuẩn bị bắt tay Joe. Thì hình như trong giây phút đó, tổng thống Mỹ nhà ta nó có một cái đường dây thần kinh bên tay trái lịch ở bên tay lịch ở dưới cái màn não hai gân, nó giật bực, nó mất đi một cái kêu là cái connection giữa bộ não và vệ tinh, nên là ổng đã không nhận tín hiệu, rồi ổng lại ngơ ngẩn rồi ổng đi vô luôn, làm cho ông tổng thống Lula nhà ta nó quê như một cục. Đang bước dài tới đến bắt tay tổng thống Mỹ, tôi bỗng nhiên ổng lắc cái ổng đi luôn. Ông cái như vậy lắc đi luôn, làm cho ông cái khuôn mặt của ông tổng thống Brazil Lula ổng quê một cục. Nguyên nói ổng quê lắm, tại vì ổng bước đến dài bước ổng thò cái tay ra. Ông thò tay ra mà khi lúc đó Joe đang bắt cái người kế bên ổng, mới bắt người kế bên. Sao lúc đó cái dây thần kinh thứ 3, thứ 4 nào đó nó đang bị giật mà nó không connect được với cái vệ tinh ở trên trời. Nên là Joe ngay chăng lúc đó là Joe mất đi định hướng. Cũng giống như mà là một cái hệ thống GPS chạy xe hơi gì đó, lâu lâu nó mất sóng là bắt đầu là không định hướng được. Rồi Joe, rồi bỗng nhiên Joe đi vô luôn. Khi lúc đó người ta đưa bước tay, trời ơi,